bay thẳng vào thế giới kỳ ảo của vịnh Stardust, một nơi tuyệt vời để nói chuyện về phi thuyền không gian hay bất cứ vấn đề vũ trụ nào. Với rất nhiều các phi thuyền và đội thám hiểm trong học viện, nhóm của Eagle và bạn bè phải học cách luôn luôn làm mình trở nên khác biệt và để giành chiến thắng. Cùng với nhau, họ tạo nên một lực lượng đặc nhiệm không gian xuất sắc. Mỗi người có khả năng của riêng mình. Eagle, lãnh đạo của nhóm, có tốc độ tuyệt vời và sự nhanh nhẹn. Phát với sức mạnh đáng kinh ngạc với một bộ nhớ gần như hoàn hảo, Robin có trí tuệ nhanh nhạy nhất và là bộ não của nhóm, Starling quả cảm và Raven khôn ngoan với khả năng cạnh tranh không ngừng. Tất cả những tài năng này đều được dẫn dắt bởi Crane, đội trưởng tài ba. Mời các bạn và các em đón xem bộ phim Những tay đua vũ trụ trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MyTV.